Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 bước vào ngày làm việc thứ 3 và bế mạc kỳ họp. Dự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Đầu giờ buổi sáng, dưới sự điều hành của ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp tiếp tục làm việc tại hội trường với nội dung các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp nghe ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non. Sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh. Kính thưa các ông chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Qua tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri cũng như là tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ, thì rồi ý kiến trả lời của ông Giám đốc Sở tại phiên chất vấn, thì chủ tọa kỳ họp thấy cái nhóm về giáo dục đào tạo nó nổi lên mấy việc. Việc thứ nhất là việc các vị bàn nhiều về vấn đề dạy thêm học thêm. Thì ở đây chúng ta phải khẳng định là theo cái thông tư 17 ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì không phải là cấm tuyệt đối việc dạy thêm học thêm. Mà trong cái thông tư này chỉ có các trường hợp cấm theo điều 4 của thông tư. Thế còn những cái trường hợp khác ngoài cái điều 4 đó thì vẫn các trường vẫn tổ chức dạy thêm học thêm nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định. Thế thì nhưng mà trong cái thông tư 17 ấy thì báo cáo với các vị đại biểu là quy định rất rõ là khi mà tổ chức dạy thêm học thêm thì đối tượng học sinh thế nào và điều kiện giáo viên dạy thêm thế nào và hình thức tổ chức, địa điểm và hình thức quản lý và mức thu dạy thêm thế nào. Thì đề nghị cái việc này thì trách nhiệm ở đây thì không chỉ của Sở Giáo dục Đào tạo đâu. Hôm nay cũng báo cáo với các vị đại biểu đồng nhân, các vị đại biểu tham dự kỳ họp là trách nhiệm về quản lý, hướng dẫn dạy thêm học thêm không chỉ của Sở Giáo dục Đào tạo mà của cả Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. Và trong đó là Phòng Giáo dục Đào tạo là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề giáo dục đào tạo. Và trong đó có vấn đề dạy thêm học thêm. Đấy, tôi muốn nói như thế để các vị cũng phải nắm rõ và chia sẻ theo chức năng nhiệm vụ và theo thẩm quyền. Đấy, thì ở đây thì chỉ có đề nghị là ông Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố đó là công khai để cử tri và nhân dân trong tỉnh biết những đối tượng nào, những trường hợp nào và thì không được dạy thêm học thêm. Còn những đối tượng nào được quy định dạy thêm học thêm để nhân dân và cử tri, phụ huynh của các cháu học sinh biết được để chúng ta thực hiện. Hai là công khai cả cái mức quy định cái mức thu trong dạy thêm học thêm. Đấy là tôi quy định như thế để dân biết. Chứ không thì chúng ta cứ nói chung một câu là dạy thêm học thêm thì từ đó nó chưa đúng với tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vấn đề thứ hai là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân rồi cử tri trong tỉnh quan tâm đó là vấn đề về thu trái quy định trong trường, trong các trường cơ sở. Thì đây cũng phải báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu tham dự kỳ họp là hướng dẫn của các bộ ngành đều có quy định rồi, mà quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có quy định các cái nội dung thu trong các cơ sở giáo dục rồi, mầm non rồi tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí kể cả các trường cao đẳng. Thế thì đề nghị là
chúng ta phải tăng cường kiểm tra, thanh tra cái việc thu đó. Và đây tôi vẫn cứ muốn báo cáo lại các vị đại biểu là ở đây trách nhiệm thanh tra kiểm tra là cả Sở Giáo dục Đào tạo, cả Ủy ban Nhân dân huyện, rồi trách nhiệm kể cả của thanh tra nhà nước các cấp, ở đây thanh tra nhà nước tỉnh và thanh tra nhà nước cấp huyện, để vấn đề chúng ta thanh tra cái việc thu tại các cơ sở giáo dục có đúng quy định không. Tôi đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố là phải phát huy cái vai trò của ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Đây là rất quan trọng. Mà ban đại diện hội cha mẹ học sinh là hoạt động theo quy chế, theo điều lệ có quy định. Và trong điều lệ người ta quy định rất rõ là một trong những cái nhiệm vụ là giám sát cái việc thu chi tại các trường học để kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền. Và vấn đề thứ ba cử tri quan tâm đó là vấn đề mà thừa thiếu giáo viên cục bộ. Nghe các huyện báo cáo nhưng chúng ta phải có một cái số thực sự. Mà muốn cái số thực sự ở đây, thực sự về học sinh ấy, có tăng thật sự hay không? Hay là chúng ta chỉ báo cáo? Thì tôi đề nghị là các huyện rồi kết hợp với Sở Giáo dục, kết hợp với Sở Nội vụ và kết hợp với Ủy ban Dân số. Ủy ban Dân số của tỉnh, của huyện. Để chúng ta điều tra khảo sát, để chúng ta có một cái con số thực sự về tăng học sinh cơ học. Thì chúng ta mới có cái giải pháp được. Chứ còn nếu không rất khó. Khi chúng ta đã có cái điều tra cơ học rồi, thì địa phương này thiếu, địa phương kia thừa. Tức là trường nọ thiếu, trường kia thừa. Thì trước hết tôi báo cáo với các ông chí là trách nhiệm trước hết là của ông Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Mà ông đã phát biểu. Nếu mà đúng như ông Giám đốc Sở phát biểu, thì tôi cho đấy là giải pháp rất tốt. Tức là ông đã thực hiện điều chuyển được giáo viên trung học phổ thông theo thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục từ nơi thừa đến nơi thiếu. Nhưng còn ở lại là giáo viên của tiểu học và trung học cơ sở thì thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Như vậy, trong địa giới hành chính cấp huyện thì điều chuyển từ trường thừa sang trường thiếu là thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng ở đây tôi đề nghị thế này, điều chuyển gì thì điều chuyển, nhưng chúng ta đang thực hiện chỉ đạo của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng, đó là tinh giảm biên chế. Phấn đấu từ nay đến 2021 nữa, giảm biên chế 10% theo đề án. Tiếp đó, kỳ họp nghe bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế, trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã phường. Đánh giá phần trả lời của Giám đốc Sở Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên, chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu thời gian tới, ngành y tế cần tập trung thực hiện một số vấn đề. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thì đề nghị là bà Giám đốc Sở Y tế là chủ trì phối hợp với các sở ngành, rồi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, tham mưu cho Ủy ban tỉnh, rồi chỉ đạo y tế tuyến huyện cũng phải tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để làm sao bằng cái khả năng nguồn kinh phí của địa phương mình, của tỉnh, để tiếp tục đầu tư những cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu để phục vụ cho khám chữa bệnh, tích cực kiểm tra theo quy định đối với các cơ sở điều trị ngoài công lập. Tức là để cũng làm sao mà đối với các cơ sở y tế ngoài công lập theo chức năng nhiệm vụ được quy định thì cũng phải đảm bảo để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh như vậy. Nội dung thứ hai là phải làm việc báo cáo với Bộ Y tế, rồi làm việc với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành ở Trung ương để làm sao ở tỉnh của chúng ta có một số cái bệnh viện vệ tinh của Trung ương. Cái thứ ba về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là phải giả soát theo chức năng nhiệm vụ, theo trang thiết bị đã đầu tư và dự kiến đầu tư để mà cử cán bộ đi học nâng cao trình độ. Và cái cuối cùng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là thái độ phục vụ của y bác sĩ. Thì đề nghị bà Giám đốc Sở được phổ biến cho cán bộ y bác sĩ, y tá điều dưỡng là thực hiện tốt 12 điều y đức. Thực hiện tốt 12 điều y đức là dân tin. Nội dung thứ hai về quản lý hành nghề y dược tư nhân. Thì tôi đề nghị là vấn đề quản lý hành nghề y dược tư nhân ở đây là trách nhiệm của Sở Y tế và các sở ngành có liên quan và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Hành nghề y dược tư nhân, thứ nhất là Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải cấp giấy phép kinh doanh.
ông phải thẩm tra các cơ sở vật chất điều kiện, còn ngành y tế là cấp giấy phép hành nghề. Nên đề nghị ở đây là trách nhiệm của ngành y tế, trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố là chúng ta phải phối hợp để làm chặt cái này. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra và thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Và nếu có vi phạm thì phải kiên quyết xử lý. Nhóm thứ ba mà cử tri quan tâm đó là vấn đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đây thì không chỉ ngành y tế đâu, mà ngành y tế phải phối hợp với quản lý thị trường, với công an và với các địa phương, tức là ủy ban nhân dân các huyện thành phố, để tổ chức kiểm tra vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển và khâu tiêu dùng. Và tôi đề nghị là khi phát hiện là phải xử lý cho nghiêm. Còn vấn đề cuối cùng là vấn đề về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã, tại tuyến xã. Thì ở đây cũng phải báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và bà giám đốc Sở Y tế là thế này. Tức là trạm y tế có, tôi rút lại là có hai chức năng. Một là chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế và y tế cộng đồng. Hai là khám sức khỏe ban đầu đối với các bệnh thông thường. Thế thì từ đó thì vấn đề khám chữa bệnh mà được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế tại tuyến xã thì có quy định không? Thế hôm nay cũng phải khẳng định với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu tham dự cái họp và nhân dân trong tỉnh là có quy định. Bộ Y tế có quy định là khám ở tuyến xã cũng được hưởng bảo hiểm y tế. Và quy định tại Điều 11 Thông tư 40 năm 2015 của Bộ Y tế. Thì tôi đề nghị là riêng cái nội dung này thì bà Giám đốc Sở Y tế với ông Giám đốc Bảo hiểm xã hội sẽ nghiên cứu các văn bản của Trung ương rồi thực tế của tỉnh Hưng Yên. Ở đây tôi nói thực tế là thực tế từng trạm đấy, để có cái hướng dẫn để chúng ta triển khai làm sao phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân đấy, cho nó tốt, và đặc biệt đối với các cái trạm y tế ở xa trung tâm. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm và nêu các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, đầu tư và phát triển doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, văn hóa, an sinh xã hội. Thay mặt Ủy ban tỉnh, tôi xin tiếp thu ý kiến, trân trọng cảm ơn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh đã tâm huyết đóng góp ý kiến với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh. Căn cứ nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ngay từ đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách lãnh đạo chỉ đạo điều hành, đã xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết 01 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, đã xác định 8 nhóm giải pháp và 169 nhiệm vụ cụ thể. Thì đây là cái nét mới trong năm nay. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Ủy ban tỉnh đã xây dựng các kế hoạch cụ thể và kịch bản tăng trưởng kinh tế của năm 2018 đạt là 9% và kế hoạch đầu năm là chúng ta được giao là 8,2%. Thu ngân sách thì kế hoạch giao 12.000 tỷ, nhưng Ủy ban nhân tỉnh xây dựng quyết tâm là thu trên 13.000 tỷ, tăng trên 1.000 tỷ so với kế hoạch. Đồng thời chúng tôi đã giao chi tiết gần 400 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể giao cho các sở ngành và tới từng phòng chuyên môn các sở và giao tới các huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện. Từng chỉ tiêu nhiệm vụ thì chúng tôi đều có chỉ rõ là cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn giải quyết, rồi kết quả giải quyết được. Đây là một trong những cái nét mới
thể hiện sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban tỉnh và xác định rõ người đứng đầu, người chịu trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ năm 2018 thành công tốt đẹp. Năm 2018, đặc biệt là 6 tháng đầu năm, chúng ta đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí, các nhiệm vụ đã đề ra. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là rất nặng nề và đang phát sinh một số yếu tố quốc tế khó lường tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như là của tỉnh ta. Tại kỳ họp này, tôi xin giải trình cụ thể một số ý kiến kiến nghị của cử tri và những lời ý kiến chất vấn của đại biểu và một số nhóm vấn đề lớn cụ thể như sau. Về sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thứ nhất, trọng tâm là công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Kết quả chuyển đổi 6 tháng đầu năm chúng ta đạt được là gần 700 hectare, sắp xỉ khoảng 26% kế hoạch của năm. Từ nay đến hết năm 2018, chúng ta phải chuyển đổi khoảng 1.800 hectare nữa. Theo quy định của tỉnh, thì tới đây thì tôi đề nghị các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tập trung một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là chỉ đạo và đôn đốc các xã, thị trấn và nông dân thực hiện chuyển đổi hoàn thành theo kế hoạch đã được giao. Chúng ta phải phân bổ chỉ tiêu chuyển đổi tới từng thôn, từng xã, từng cánh đồng theo hướng là chuyển sang cây trồng chủ lực và theo một cái nguyên tắc quy định của luật đất đai là phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có trình tự, thủ tục được quy định, được xã và huyện phê duyệt, nằm trong quy hoạch và không được phải ký cam kết, những hộ chuyển đổi là cam kết không được xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Và nếu mà xây dựng được thì phát hiện được phải tự tháo dỡ. Và nếu chính quyền đến tháo dỡ thì phải hộ gia đình vi phạm phải trả kinh phí do chính quyền đến tháo dỡ. Tỉnh cũng đã hướng dẫn vận động nông dân và tạo mọi điều kiện và làm hết sức mình để làm sao cho nông dân liên kết để tham gia thành lập các hợp tác xã, các tổ hợp tác xã, rồi các doanh nghiệp nông nghiệp ở nông thôn để làm sao chúng ta liên kết chặt chẽ giữa các nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp, rồi nhà ngân hàng, nhà sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản. Và chúng ta phải làm sao tập huấn, hướng dẫn cho bà con nông dân hiểu được một cái mệnh lệnh của sản xuất nông nghiệp hiện nay là sản xuất phải theo yêu cầu của thị trường, phải đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sản xuất của chúng ta phải được chứng nhận là sản xuất sạch theo quy trình Việt Gáp, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất thâm canh cây ăn quả mà vừa qua thì Sở Nông nghiệp đã ban hành. Chúng tôi đã chỉ đạo phối hợp với các viện của Bộ Nông nghiệp sản xuất quy trình, ban hành quy trình sản xuất nhãn Việt Gáp, cam Việt Gáp, rồi là vải Việt Gáp, vân vân. Tỉnh đang nghiên cứu ứng dụng các biện pháp khoa học công nghệ tiên tiến trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là biện pháp hạn chế cái tình trạng nhãn ra hoa cách năm hoặc là vải để ra hoa cách năm. Đồng thời cũng đang chỉ đạo nghiên cứu đề tài vấn đề giải vụ, rồi tình trạng là sâu bệnh trên những cây trồng chủ lực của tỉnh. Đặc biệt là tới đây chúng ta phải nghiên cứu đề tài làm sao cho vải của chúng ta chín sớm hơn nữa. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, không những là vải vừa qua, rồi nhãn trong thời gian tới,
rồi là cam, cây hoa, cây cảnh cuối năm, rồi thiết kế bao bì, mẫu mã, tem mác để truy xuất nguồn gốc đến từng hộ sản xuất và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu đối với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. Thì xin báo cáo đồng chí là ngày hôm qua, ngày hôm nay thì đồng chí Giám đốc Sở Công Thương đang nằm ở biên giới Việt Trung để kết nối cung cầu và làm việc với mấy trăm doanh nghiệp của Trung Quốc để bàn vấn đề tiêu thụ nhãn cho Hưng Yên. Và trước đây vừa qua thì chúng tôi đã làm việc trực tiếp với tham tán thương mại Trung Quốc tại tỉnh, và tới đây sẽ mời các đoàn doanh nghiệp Trung Quốc về thăm vùng nhãn, vùng cam Hưng Yên, rồi tổ chức các hội chợ, các phiên chợ, xúc tiến thương mại, rồi đi thăm những cánh đồng trồng nhãn, trồng cam của chúng ta tới đây. Để làm sao chúng ta tổ chức được tiêu thụ trước mắt là nhãn cho Hưng Yên. Vừa qua chúng tôi đã làm việc với Vietnam Airlines, năm ngoái đã xuất nhãn của chúng ta sang Mỹ. Thì bây giờ tiến tới chúng ta sẽ xuất nhãn của chúng ta, đưa hết lên tàu bay, bay đi các nước trên thế giới để cho mọi người trên thế giới biết được nhãn đặc sản của Hưng Yên. Và đang rất lo làm sao mà nhãn chúng ta lên tàu bay mà lại đảm bảo được chất lượng và giữ được thương hiệu, nhãn hiệu của mình, và có đảm bảo được cung cấp nguồn thị trường tiêu thụ được lâu dài hay không. Thế rồi là chúng tôi đang làm việc với nhà máy chế biến nông sản ở Đồng Giao để làm sao mà nhãn của ông ta đưa xuống nhà máy Đồng Giao để chế biến và tiêu thụ xuất đi nước ngoài, cũng như là vải của Bắc Giang và Hải Dương. Chúng tôi làm việc xong và anh Quang Phó Tịch cùng đoàn lãnh đạo của tỉnh đã sang làm việc. Và tới thì các đồng chí lãnh đạo ở nhà máy chế biến nông sản Đồng Giao sẽ về thăm vùng nhãn của chúng ta và tiến tới ký kết với bà con nông dân và tiêu thụ nhãn. Tổ chức sản xuất thì chúng tôi đang xác định đây là một khâu của chúng ta đang còn nhiều hạn chế yếu kém so với một số tỉnh, nhất là vấn đề thành lập hợp tác xã. Chúng tôi đã phải giao tiến độ và kết quả thành lập hợp tác xã tới từng huyện để cuối năm kiểm điểm. Và tôi cho rằng nếu có sự tham gia của đồng chí bí thư chủ tịch xã, của đồng chí lãnh đạo của huyện, thì chắc chắn tiến độ thành lập hợp tác xã của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt hơn rất nhiều. Mà đây là con đường tất yếu bắt buộc chúng ta phải làm. Có như vậy sản xuất kinh doanh của chúng ta mới bền vững và mới thực hiện được liên kết sản xuất. Và con đường của chúng ta phát triển nông nghiệp bây giờ là phải sản xuất theo liên kết, sản xuất sạch là hai cái bắt buộc chúng ta phải làm. Về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, thì đến nay chúng ta trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt bình quân là 18 tiêu chí dân xã trên địa bàn cả tỉnh và đã đạt 64% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, và trong đó có 6% là được công nhận. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã có 34 xã đăng ký phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2018, và chúng ta đang hoàn thiện hồ sơ công nhận đợt 1. Thì đối với 3 huyện đăng ký xây dựng huyện nông thôn mới đạt tiêu chí năm 2018 cũng như là huyện Mỹ Hào xây dựng hoàn thành năm 2017 thì vừa qua Bộ Nông nghiệp đã về thẩm định, đã công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn trước thì cần tiếp tục phải rà soát tiêu chí, những tiêu chí mà chưa đạt thì cần tiếp tục có những giải pháp để chỉ đạo hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới còn thiếu để làm sao chúng ta hoàn thiện. Chúng ta cần đẩy mạnh công tác khắc phục những tồn tại trong xây dựng nông thôn mới. Ví dụ là chúng ta chủ yếu quan tâm đến vấn đề đầu tư hạ tầng, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế v.v. rồi giao thông, nhưng mà chúng ta chưa quan tâm đến các thiết chế về cảnh quan môi trường. Thì tới đây
chúng ta phải làm tốt cái nội dung này. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra, rồi rà soát đánh giá lại các tiêu chí theo tiêu chí của Bộ. Đặc biệt là đánh giá về các tiêu chí về quy hoạch để điều chỉnh thì cho quy hoạch phù hợp với tình thực tiễn. Rồi thì những cái nơi mà có tình hình an ninh trật tự phức tạp, rồi tiêu chí về tiếp cận pháp luật của người dân, rồi xây dựng kế hoạch ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, rồi xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, cần phải phát động thành các phong trào để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cụm dân cư, đến từng cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã, thôn, làm sao thực hiện tốt phong trào vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, xây dựng cụm dân cư xanh sạch đẹp, phân loại xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình và yêu cầu các cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn phải đăng ký bảo vệ môi trường. Để chúng ta tới đây sẽ tiếp tục ban hành các cơ chế chính sách để ưu tiên nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới và những xã còn khó khăn, đặc biệt là xây dựng giao thông nông thôn, hoàn thiện các tiêu chí về trường học, rồi nhà văn hóa, rồi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Và chúng ta cũng phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị lâu dài, đó là một công cuộc cách mạng, không có điểm dừng. Vì chúng ta kết thúc xong xây dựng nông thôn mới, thì chúng ta lại chuyển sang cái phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mà chắc chắn vấn đề xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một cái nhiệm vụ là rất lâu dài, thì mới hoàn thành được về đích, vì tiêu chí nó cao hơn rất nhiều. Vấn đề thứ hai về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, thì Ủy ban đã thực hiện nghiêm túc việc sơ kết đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017 và những năm trước đây để xây dựng kế hoạch 2018 bằng các kế hoạch thực hiện như là kế hoạch để nâng cao năng lực cạnh tranh CPI, rồi là đề án kế hoạch nâng cao cái cải cách hành chính, thế rồi là ứng dụng công nghệ thông tin, rồi đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chính quyền. Thì bốn cái chỉ tiêu này thì Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch và đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở ngành và từng địa phương. Và mục tiêu phấn đấu ở 2018 chúng ta phải nâng được các bậc này lên. Và đã phân công thành lập cả ban chỉ đạo do đồng chí phó tịch phụ trách điều hành làm trưởng ban. Nên 6 tháng đầu năm chúng ta đã thu hút thêm được 109 dự án đầu tư mới, tăng 2 dự án so với năm 2017, với số vốn đăng ký là 5.426 tỷ đồng và 68 triệu đô la. Và đặc biệt phấn khởi trong 6 tháng đầu năm là chúng ta đã có thêm 28 dự án mới đi vào hoạt động và đã có thêm 620 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký ước đạt khoảng 3.600 tỷ đồng và có 110 doanh nghiệp đã trở lại hoạt động, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cái tín hiệu đáng mừng về việc các doanh nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh. Thì vấn đề khu công nghiệp đô thị thì xin báo cáo đồng chí là trong năm qua, 6 tháng qua chúng ta đã quyết liệt trình các bộ ngành, rồi chính phủ đã phê duyệt cho chúng ta cái quy hoạch sử dụng đất của năm 2018 đến 2020. Thì trong đó có phân bổ cho chúng ta được khoảng 2.900 ha đất ở khu Lý Thường Kiệt. Diện tích đất bao gồm của các xã Lý Thường Kiệt, Tân Việt, rồi Vân Du, Xuân Trúc, Quảng Lãng, Nghĩa Dân, rồi thị trấn Ân Thi, rồi một số xã của Khoai Châu trong cái khu này vào cái quy hoạch khu đô thị công nghiệp dịch vụ Lý Thường Kiệt. Thì tới đây tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo các bộ ngành để làm sao đưa diện tích này vào cái quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh, khu đô thị của tỉnh để chúng ta tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đồng thời chúng tôi đang tiếp tục áp dụng các giải pháp để hạn chế một cách tối đa cái tiếp nhận các dự án rời lẻ một cách chặt chẽ theo quy hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch phát triển công nghiệp, và tiến tới là chỉ tiếp nhận vào khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Về đầu tư hạ tầng
thì là một trong những ba cái nhiệm vụ khâu đột phá của nghị quyết đại hội 18. Thì 6 tháng qua cũng như là năm qua, từ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thì chúng tôi đang tập trung vào nội dung này. Thì đó là xây dựng đường nối hai đường cao tốc, đến nay là cơ bản xong giai đoạn 1. Cầu Hưng Hà đã hoàn thành, thì còn vướng hai cái cầu, một cái cầu ở chỗ Nhật Tân, chỗ quốc lộ 38 và chỗ 39, thì quốc lộ 39 ở Liên Phương là còn cái cầu vượt chỗ đó, thì đang tranh thủ vốn để đầu tư tiếp. Tiếp tục chúng ta hoàn thành cái đường 38B từ Trần Cao La Tiến, rồi tập trung đầu tư đường 387 Nương Tài Bãi Sậy, rồi đường nối quốc lộ 39 của Khoái Châu, và đặc biệt là đang triển khai cắm mốc đường 3,5 từ Hà Nội qua Văn Giang mà sang đường 5, rồi đường Vành Đai 4 từ Hà Nội qua Văn Giang rồi Yên Mỹ nối với đường 5, rồi cũng đang cắm mốc phóng tuyến đường nối Vành Đai 5. Chúng ta đang tranh thủ các nguồn lực của nước ngoài, trong nước để làm sao đầu tư cái đường từ Lý Thường Kiệt, quốc lộ 39 lên đến phố Lối, rồi từ phố Lối lên đường trục kinh tế Bắc Nam, thế rồi đường nội liên tỉnh giữa Khoái Châu lên Văn Giang, vân vân. Thì chắc chắn là trong thời gian tới chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các bước theo trình tự, rồi các công trình được đầu tư đang đôn đốc đẩy mạnh tiến độ. Thứ ba là thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách. Thì vấn đề thu ngân sách thì xin báo cáo đồng chí là chúng ta đang này đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức mới phát sinh. Thì tới đây chúng tôi sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp, gặp mặt các doanh nghiệp lợi động để tìm ra các giải pháp thu thuế, thành lập ban chỉ đạo đi vào hoạt động ngay từ tháng 8 này, với tinh thần quyết liệt không để không hoàn thành thuế. Thế về nhiệm vụ chi thì chúng ta tiếp tục đôn đốc. Thì hiện nay là tình hình cái đầu tư công 6 tháng đầu năm thì tiến độ giải ngân của chúng ta là tương đối chậm. Theo số liệu thì xin báo cáo chí là chúng ta đạt mới 40% kế hoạch giải ngân, và có nhiều cái nội dung thì mới đạt 35%, và có nhiều công trình thì mới đạt được khoảng 1-2% tiến độ giải ngân. Mà những công trình lớn thì lại cái tỷ lệ giải ngân là rất thấp như vậy. Thì tới đây tỉnh sẽ có hội nghị chuyên về vấn đề này và sẽ xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, của cơ quan chủ quản đầu tư và của người đứng đầu cơ quan được phân công làm chủ đầu tư các công trình, phải chịu trách nhiệm trước tỉnh, ủy ban và hội đồng về vấn đề tiến độ giải ngân và thực hiện công tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Và tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt và gắn trách nhiệm đồng chí đứng đầu cơ quan đó về tiến độ và chất lượng giải ngân, và cương quyết thu hồi các dự án, đình các dự án mà chậm để chuyển nguồn vốn sang các công trình mà đã có khối lượng hoàn thành tốt, rồi xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan được phân công làm chủ đầu tư. Về đất đai, tài nguyên môi trường thì tôi xin báo cáo chí là có mấy vấn đề. Một là vấn đề cấp giấy chứng nhận, thì đây là một vấn đề rất là khó, cần có sự lãnh đạo quyết liệt của chúng ta. Hiện nay kết quả cấp giấy nhận thì nhiều ý kiến cho rằng là người dân là thờ ơ với giấy nhận, nhưng nói như vậy là tôi cho rằng chưa đủ. Mà hiện nay nó đang diễn ra một cái thực trạng là có lôi là do chúng ta chưa có kinh phí đo đạc lập hồ sơ địa chính, có lôi chậm là do công tác xét duyệt thẩm định, có lôi thì ký rồi nhưng mà không thông báo cho dân để cấp giấy cho dân. Thế rồi vấn đề là vướng mắc về vấn đề lệ phí, rồi vấn đề diện tích dôi dư, phải nộp tiền sử dụng đất vân vân. Thì trong cái này thì đã nêu rất nhiều, thì chúng tôi đã chỉ đạo ngành tài nguyên phải áp dụng đồng bộ các giải pháp, như là giấy mà đã ký thì phải mời dân đến để trao. Thế rồi tháo gỡ những khó khăn trong quá trình cấp giấy, như là xét duyệt nguồn gốc, thế rồi là
thẩm định, trình duyệt từ văn phòng đăng ký quyền đất, rồi trách nhiệm của Phòng Tài nguyên Môi trường, của Sở Tài nguyên Môi trường, rồi của lãnh đạo ký cái giấy nhận đó. Về kế hoạch thực hiện 93A, thì xin báo cáo chí thì kết quả 6 tháng vừa qua là không đạt yêu cầu. Nhiều nơi có biểu hiện chững lại. Thì xin báo cáo chí thì đây là cái việc làm tôi cho rằng là khó, động chạm và nhạy cảm. Thì tôi đề nghị công chí cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy chính quyền. Và chúng ta cần phải khẳng định thì phải tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Và tôi cho rằng cái việc này để tồn tại mà chúng ta phải ban hành cái kế hoạch 93A. Đây là cái thiếu sót trước hết ở của ngành tài nguyên môi trường và cái sự quản lý điều hành của chúng ta cấp chính quyền các cấp. Để chúng ta sai phạm nó một thời gian quá dài. Có những nơi đã xây dựng nhà 2-3 tầng trên đất nông nghiệp, rồi lấn chiếm công trình thủy lợi, rồi hành lang giao thông diễn ra phổ biến ở các xã. Chúng ta phải xác định đây là việc làm mà chúng ta phải làm để khắc phục những tồn tại thiếu sót của chúng ta trước đây trong vấn đề quản lý đất đai ở cơ sở. Và chúng ta phải mạnh dạn và dũng cảm nhận trách nhiệm và thiếu sót trước Đảng bộ nhân dân chúng ta về công tác quản lý đất đai. Và chúng ta phải đề ra được các giải pháp thực hiện ở từng thôn xã rồi. Để chúng ta không có một trường hợp nào xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nữa. Và phải đẩy mạnh tuyên truyền và lãnh đạo thuyết phục để người dân hiểu được việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là việc làm vi phạm pháp luật, vi phạm luật đất đai, để mọi người dân tự giác tháo dỡ và chấp hành. Vấn đề môi trường cũng là vấn đề nhức nhối trên địa bàn tỉnh ta. Chúng ta trong thời gian vừa qua đã quyết liệt áp dụng các giải pháp từ thanh tra, kiểm tra, rồi xử phạt sai phạm, rồi đình chỉ sản xuất, rồi tịch thu phương tiện sai phạm vân vân. Nhưng mà nó vẫn còn diễn ra phức tạp. Nhất là hiện nay, mấy tháng nay là cái tình trạng nhập rác phế liệu ở tỉnh ngoài, ở nước ngoài đưa về Hưng Yên để tái chế. Thì hai huyện Văn Lâm, Mỹ Hào vừa qua đã tích cực, nhưng mới đạt kết quả gọi bước đầu. Thì đề nghị hai huyện phải quyết liệt hơn nữa. Thì tới đây chúng ta sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp, rồi xây dựng hệ thống quan trắc để phát hiện những sai phạm tự động. Thế rồi là thanh tra, kiểm tra, rồi xử phạt và kẻ áp dụng biện pháp là đóng cửa nhà máy, đình chỉ sản xuất, để xử lý cán bộ sai phạm. Về nước sạch thì tới đây chúng cho thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp nước sạch. Nếu sai phạm phải xử lý nghiêm túc. Vì tỉnh đã ban hành định mức cơ chế và giá cả rồi. Thì tới đây sẽ rà soát lại cái gì tỉnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nước sạch thì sẽ tiếp tục hỗ trợ. Để làm sao mà góp phần vào đó giảm cái giá bán nước cho bà con nông dân, hỗ trợ một phần cho bà con nông dân để nông dân chúng ta được tiếp cận nước sạch. Thế về lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội thì trong 6 tháng qua chúng ta cũng rất là mừng đã có nhiều cái kết quả, ví dụ như là đã thành lập được cái đội bóng phố hiến và đang có những kết quả rất là tích cực trong thời gian vừa qua. Rồi quy hoạch cải tạo nâng cấp các cái nhà văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Để phấn đấu là trong năm nay và năm tới chúng ta sẽ hỗ trợ khoảng 70 cái nhà văn hóa thôn. Hiện nay thôn chưa có nhà văn hóa. Thế còn tiếp tục phấn đấu đến 2020 chúng ta sẽ không để một thôn nào là không có nhà văn hóa. Thế còn cũng không để tình trạng là phải mượn đình chùa làm nhà văn hóa. Thế rồi cũng đầu tư nâng cấp những cái thiết chế văn hóa, những công trình ghi danh lưu niệm những người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, có công với nước, những danh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, mới quản lý lễ hội, rồi quản lý di tích. Về lĩnh vực giáo dục, hiện nay có hai vấn đề nổi lên mà ngành giáo dục chúng ta, ngoài vấn đề đổi mới về phương pháp dạy học,
rồi ra đề tuyển sinh. Thì cái vấn đề một là cái đội ngũ giáo viên hiện nay đang thừa thiếu cục bộ. Thì thừa thiếu cục bộ báo cáo chỉ là phụ thuộc hoàn toàn vào huyện ủy, ủy ban các huyện. Trường nào ở xã nào thừa thì các anh điều về xã khác. Nhưng mà cái đó đồng chí phải làm. Chứ bây giờ giáo viên nào cũng muốn dạy ở xã mình thì không thể được. Thứ hai là thiếu. Thì báo cáo chí chúng ta biết là một là chính phủ đã cấm nó không được hợp đồng. Thứ hai là định mức thì như vậy. Nhưng mà chúng ta hiện nay là còn dưới cái định mức của bộ quy định rất nhiều. Nhưng mà chúng ta xin bổ sung biên chế thì chính phủ đang thực hiện tinh giảm biên chế không giao. Thế thì con đường khắc phục chỉ có mấy cái việc mà hiện nay đã và đang báo cáo hội đồng. Một là xây dựng cái đề án để hỗ trợ công chức viên chức tự nguyện về hưu trước tuổi. Thì sau này thì căn cứ vào công chức viên chức mà căn cứ vào thời gian có thể công tác 1 năm, 2 năm mà thấy thì làm việc ở trong các cơ quan này không đáp ứng được thì tự nguyện xin ra thì tỉnh sẽ hỗ trợ theo tháng công tác, theo năm bảo đóng bảo hiểm, vân vân. Thứ hai là chúng ta đẩy mạnh cái xã hội hóa. Các huyện phải mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn huyện mình, xã mình. Trên tinh thần là gì? Phải tạo mọi điều kiện. Kể cả mà làm trên đất mà các đồng chí không quy hoạch giáo dục. Nhưng mà nếu mà có nhà đầu tư người ta xin đầu tư mà thấy đặt ở vị trí đó là phù hợp, là đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục thì các đồng chí phải tạo điều kiện và tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi đã báo cáo với Bộ và Chính phủ xem cái cơ chế là chuyển từ các trường công lập sang tư thục thế nào để giảm áp lực về biên chế, để chúng ta khắc phục cái tình trạng là thiếu giáo viên. Rồi đẩy mạnh cái xã hội hóa một số cái lĩnh vực xã hội như y tế, rồi các trường cao đẳng, để chúng ta dành cái biên chế đó để bổ sung cho tuyển dụng giáo viên, để khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên. Về vấn đề an sinh xã hội thì xin báo cáo chí 6 tháng qua thì tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân ban hành một số cơ chế chính sách để hỗ trợ làm sao chúng ta thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội. Mấy cái nét lớn, một là chúng ta đầu năm thì đã hỗ trợ nông dân có thu nhập trung bình, rồi đảng viên 35 tuổi đảng trở lên mà chưa có bảo hiểm y tế thì chúng ta hỗ trợ. Thế thì rồi cán bộ làm công tác thu gom rác thải, vân vân, là tiếp tục hỗ trợ cho đối tượng là người cao tuổi, có tuổi từ 60 đến 80 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì tỉnh sẽ hỗ trợ để mua thẻ bảo hiểm y tế. Thế rồi các cái chức sắc tôn giáo chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì cũng tỉnh sẽ hỗ trợ, vân vân, để làm sao cho chúng ta phấn đấu đến 2019 chúng ta về đích là có từ 90% số dân trên địa bàn có mua thẻ bảo hiểm y tế. Đã xây dựng đề án để hỗ trợ các cháu học sinh chương trình sữa học đường, thì tới đây sẽ báo cáo thường vụ căn cứ nguồn lực của tỉnh để hỗ trợ các cháu, trước hết là ưu tiên từ mầm non rồi sang đến tiểu học theo lộ trình được hỗ trợ sữa học đường để nâng cái tầm vóc của người Hưng Yên chúng ta lên, chứ hiện nay là tầm vóc của chúng ta rất là cần đáng quan tâm. Tiếp tục rà soát lại các hộ nghèo, các hộ chính sách mà hiện nay nhà mà không đáp ứng được để hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà cho hộ nghèo và hộ chính sách trong giai đoạn tới. Về an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thế vừa qua thì tỉnh đã có họp chuyên đề về vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Hiện nay một số huyện vẫn còn một số hộ dân đi khiếu kiện tập trung đông người. Thì với tinh thần là huyện phải đối thoại và giải quyết một cách triệt để. Sau đó rồi tỉnh đối thoại. Và đối thoại rồi thì phải công bố kết luận thanh tra, rồi xử lý kết luận thanh tra cho nó triệt để. Không để những cái điểm khiếu kiện đông người thành bức xúc. Thế về an ninh trật tự, 6 tháng qua chúng ta làm được rất nhiều việc lớn. Một là tấn công truy quét các loại tội phạm, rồi triệt phá
các loại tội phạm như buôn bán ma túy, vừa qua bà phá được vụ án rất lớn, thế rồi phá án được cái vụ đánh bạc tới 120 tỷ, rồi kể cả triệt phá cái một số cái vụ liên quan đến an ninh quốc gia, thế rồi cái vụ mà gây mất an ninh trật tự ở Yên Mỹ. Thế thời gian tới thì cái lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự thì tỉnh sẽ tiếp tục được quan tâm. Về cái kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, rồi đổi mới tổ chức và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt để tinh giản bộ máy, rồi giảm biên chế theo lộ trình mà chính phủ đã giao. Theo quy định thì đến năm 2021 thì tỉnh ta sẽ giảm khoảng 10% biên chế công chức và viên chức. Đây là nhiệm vụ trung ương giao, chúng ta phải quyết liệt. Thế rồi vấn đề cải cách hành chính, rồi nâng cao năng lực cạnh tranh, bốn cái chỉ số CPI rồi PAPI rồi index vân vân thì tỉnh đã ban hành kế hoạch và đã phân công nhiệm vụ ở tới đây để thực hiện một cách quyết liệt và đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin để làm sao xây dựng chính phủ điện tử. Xin báo cáo đồng chí như vậy. Kính thưa các vị đại biểu, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự giám sát của thường trực các ban đại biểu Hội đồng dân tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, Ủy ban tỉnh, rồi Ủy ban các huyện, các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giải pháp do Hội đồng nhân dân quyết định và cùng với nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên đây. Sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Thì có hoàn thành được như vậy, tôi rất mong sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của cử tri, của nhân dân trong tỉnh, của các cấp ủy đảng, của hệ thống chính trị trong tỉnh, để chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và các vị đại biểu. Tiếp đó, dưới sự điều hành của ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết. Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Kính thưa đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới, cải tiến, đã bố trí chương trình làm việc hợp lý hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những nội dung thảo luận, phản biện, chất vấn tại kỳ họp, đã tập trung vào nhiều nội dung quan trọng, vào những vấn đề mà được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Thực hiện chức năng và quyền giám sát tại kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình, nhất trí thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực để làm cơ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất và đánh giá 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và các lĩnh vực sản xuất nói riêng đều đạt ở mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,68%, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, nông nghiệp phát triển ổn định, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung lãnh đạo,
công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cũng như ở từng địa phương còn một số tồn tại hạn chế trên một số lĩnh vực. Đó là việc triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, khu cụm công nghiệp và hạ tầng thương mại của tỉnh còn chưa đạt tiến độ đề ra. Số lượng dự án mới đi vào hoạt động đạt thấp so với số dự án được quyết định chủ trương đầu tư. Công tác chuyển đổi diện tích lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm kết hợp nuôi trồng, trồng thủy sản đạt thấp so với kế hoạch. Công tác thu ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, một số khoản thu đạt thấp so với dự toán được giao. Tình trạng nợ đọng thuế ở một số doanh nghiệp còn ở mức cao. Tình hình trật tự an toàn giao thông còn thiếu ổn định, vi phạm hành lang an toàn đường bộ còn diễn ra khá phổ biến. Tình hình khiếu nại tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh đã đề ra, tạo động lực trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Một là tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Hai là về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ nhãn, cây ăn quả và các loại cây trồng khác. Quan tâm thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh tiến độ triển khai các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ba là về lĩnh vực sản xuất công nghiệp xây dựng, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 16 tháng 5 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nghị quyết số 19 ngày 15 tháng 5 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh sớm triển khai đầu tư, đưa dự án vào hoạt động để tạo nguồn thu cho ngân sách. Bốn là về cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách toàn diện, triệt để và thực chất, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa 12, cùng với thực hiện các quy định của Trung ương về chính sách tinh giảm biên chế để đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2015. Năm là tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn thuế, lạm dụng thuế, thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đã được giao. Sáu là thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại, không để hoạt động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là các hoạt động quá khích, bạo loạn, biểu tình, tụ tập đông người trái quy định, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan đến dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tập trung giải quyết và làm giảm
tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, không để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của kỳ họp. Các ban của Hội đồng Nhân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống của xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo quy định. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận hoạt động tích cực của các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Ủy ban Nhân tỉnh, các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng, cảm ơn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công điện số 1952 ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở ngành trong tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập, điều hành xả lũ khẩn cấp Hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du. Chương trình diễn tập thực tế sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, thực hiện nội dung văn bản số 99 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tiếp sóng trực tiếp tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp Hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du. Để chương trình truyền hình trực tiếp diễn tập thực tế được phổ biến đến đông đảo người dân, cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về ứng phó đảm bảo an toàn hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở ngành trong tỉnh thực hiện một số nội dung sau. 1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp sóng trực tiếp trên kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, tăng cường thông tin tuyên truyền về diễn tập để đông đảo người dân, các cấp chính quyền biết và theo dõi theo thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ thứ Bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018. 2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo về thông tin cuộc diễn tập trên hệ thống loa truyền thanh tới người dân. 3. Báo Hưng Yên, các sở ngành thông tin tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp cán bộ, nhân dân biết để theo dõi. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực Đặng Ngọc Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Giang, số thu từ xử lý đất xuôi dư đạt thấp. Anh Hoàng Trung Tuyến ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở huyện Tiên Lữ còn cao. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.
Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.